anh Huế nhá, đôi này là đôi bố mẹ cắt đuôi. Đấy, đeo vòng chân nhưng mà cái phần cắt của cái vòng chân nó vẫn còn để lại cái râu rất là dài. Đôi này cam kết 1000/1000 là đôi bố mẹ chuẩn. Đẻ được mười mấy đôi rồi. Con của nó toàn con khổng lồ luôn. Mà âm rất là thổ lặng luôn. Đó. Đấy. Hình hài của nó như này, đây là đôi số 1 nhá. Đây là số 1 anh Huế nhá. Đấy, cắt đuôi. Đánh dấu mà. Đánh dấu đeo vòng. Đấy. Bộ rất to luôn.